Thưa quý vị và các bạn, việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật quá mức cần thiết đã và đang gây nhiều hệ lụy đến môi trường cũng như sức khỏe con người, nhất là khi các thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, hàng nhập lậu vẫn được lưu hành trên thị trường. Việc tăng cường quản lý chống buôn lậu mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật đang đặt ra yêu cầu bức thiết cần có sự phối hợp vào cuộc của các cấp các ngành. Phản ánh của phóng viên Thời sự. Hiện nay, chợ phiên tại một số huyện vùng cao như Tủa Chùa, Nậm Pồ là nơi thuốc bảo vệ thực vật được người dân bày bán công khai, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Ở đây không khó để bắt gặp các loại thuốc mang chữ Trung Quốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, ngoài danh mục thuốc được cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Đa số các mặt hàng này được mua bán qua các đường tiểu ngạch, giao thương giữa nhân dân hai bên biên giới. Không rõ tên thuốc, nguồn gốc xuất xứ cũng như công hiệu của thuốc và cách phòng trừ. Song chỉ qua lời giới thiệu sơ sài của người bán, người dân vẫn thản nhiên mua về để sử dụng cho cây trồng trên nương, dù không biết hậu quả là gì. Thực tế, ở một số địa bàn các xã vùng cao thì vẫn có cái hiện tượng là buôn bán ở các chợ phiên. Và cái buôn bán chợ phiên thì nó không đảm bảo theo điều kiện. Và cũng có cái thực trạng trên đồng ruộng, ở một số địa bàn vùng cao nó có hiện tượng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục. Thì theo quan sát của chúng tôi nắm bắt được thì là cái thuốc có nguồn gốc Trung Quốc, có lượng ít nhưng mà vẫn có ở một số địa bàn xã vùng sâu vùng xa. Qua quá trình thanh tra kiểm tra thì cũng chưa phát hiện được là đối tượng nào đối tượng buôn bán cái loại thuốc đấy, thì xác định được là do người dân trao đổi cho qua quá trình sản xuất giữa khu vực giao danh biên giới. Thuốc Trung Quốc kia thì có thằng mong trong là thì nó mang xuống tay bạn mình thì cũng không biết. Người ta bảo là thuốc trừ cọ thì mình cứ lái thế thôi. Cứ lấy dùng thôi. Vâng. Cũng không biết là loại gì. Không biết. Hiện nay việc quản lý thuốc bảo vệ thực vật đang được phân cấp xuống chính quyền địa phương. Song chính việc buông lỏng, thiếu sự quản lý của chính quyền địa phương là nguyên nhân khiến cho thuốc bảo vệ thực vật vẫn được bày bán công khai và tràn lan tại các chợ phiên. Để khắc phục tình trạng này, thời gian qua lực lượng chức năng như quản lý thị trường, chi cục bảo vệ thực vật và phòng nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố đã tăng cường thanh tra kiểm tra đột xuất với các cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật để kịp thời xử lý nghiêm đối với các hành vi sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh phân bón thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc. Công tác thanh tra kiểm tra được Chi cục Bảo vệ Thực vật đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan và chính quyền địa phương, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Về công tác thanh tra thì Chi cục thực hiện theo cái kế hoạch của Sở Nông nghiệp ban hành, Giám đốc Sở Nông nghiệp ban hành. Còn công tác kiểm tra thì thực triển khai trên địa bàn hàng thường xuyên, tức là chúng tôi xác định là giai đoạn cây trồng đầu vụ thì lượng thuốc sẽ đưa về tỉnh lớn để phục vụ sản xuất. Đây là thời điểm thứ nhất, thời điểm thứ hai là giai đoạn mà căng thẳng về dịch hại. Dịch hại phát sinh nhiều thì sẽ lượng thuốc sử dụng nhiều. Chúng tôi sẽ tổ chức kiểm tra. Cái thứ ba nữa là kiểm tra theo phản ánh của người dân. Ngoài cái việc đấy thì chúng tôi vẫn phải đi thường xuyên giám sát, nắm bắt xem chủng loại, số lượng thuốc của thực vật trên địa bàn là những chủng loại, số lượng nào. Chúng tôi có cái biện pháp khuyến cáo cũng như là quản lý. Tôi kiểm tra là chủ yếu là về cái phần hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc thôi. Thế còn về để mà và một cái là cái nhãn mác. Thế còn cái ba là để mà kiểm tra để mà đi sâu vào cái vấn đề gọi là hàng thật hàng giả về cái mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật này thì là cái lĩnh vực của quản lý thị trường thì là cũng còn hạn chế. Cái thứ nhất là cái này là cũng không chuyên sâu. Mà nhất là cái về lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật này thì là do ngành chủ quản là Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Chi cục Bảo vệ Thực vật. Họ mới nắm được cái mặt hàng là hàng giả hàng thật. Thế còn đội quản lý thị trường số 3 thì chúng tôi chỉ là kiểm tra về cái thủ tục hành chính và cái nhãn mác hàng hóa thôi. Trong năm 2020, Chi cục Bảo vệ Thực vật đã thực hiện 9 quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật về buôn bán và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón trên địa bàn các huyện Điện Biên, Nậm Pồ, Mường Nhé, Tuần Giáo, Tủa Chùa và thành phố Điện Biên Phủ. Qua kiểm tra đã xử phạt hành chính hơn 50 triệu đồng đối với 14 cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Chi cục Bảo vệ Thực vật các huyện thị đã thực hiện 2 quyết định thanh tra kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật trong buôn bán thuốc bảo vệ thực vật đối với 8 tổ chức cá nhân và thực hiện 8 quyết định kiểm tra đánh giá với 37 cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật phân bón. Kết quả đã xử phạt vi phạm hành chính 2 tổ chức cá nhân buôn bán phân bón vi phạm với số tiền gần 10 triệu đồng, nhắc nhở 6 tổ chức cá nhân vi phạm các quy định về nhãn mác. Tuy nhiên hiện nay, việc bày bán công khai mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc xuất xứ tại các chợ phiên vẫn còn buông lỏng, thiếu sự quan tâm đúng mức của chính quyền địa phương. Những tồn tại bất cập này cần phải được chấn chỉnh kịp thời để hạn chế những hệ lụy từ thuốc bảo vệ thực vật đến môi trường sống và sức khỏe con người.